có vài xe cỏ xe trong ngày hôm nay mới về nha anh em. Từ rẻ tiền cho đến mắc tiền anh em, đủ loại luôn. Từ Trung Quốc đến chính hãng, từ 150 cho đến 1000, đủ loại luôn. Nói chung hôm nay hộp màu vàng, về được 3 con màu vàng. Để giới thiệu từ bên trái qua nha. Busan RC chứ, Busan RC200 đó. Kawasaki á, Busan á. Con Busan 200 mà bản RC á, bản Sport á. Xe thì để số thành phố. Xe hôm nay chưa rửa nha, mới xịt qua cái xíu nữa rửa sạch sẽ anh em. Trời nó hơi tối, thông cảm xíu nha. Con này biển số thành phố nha anh em, bán bao tranh chấp. Để mình coi ô đô nhiêu ngàn nữa. Chín ngàn nha anh em, xe 2016 cái đầu à. Kawasaki Busan RC200. $43.500.000 nha anh em, xe 2016. Ok, đến con tiếp theo à. FZS V2 à, V2 2015. Xe đi 17.000 nha anh em. Hôm nay thì máy móc à quên đi bô zin nhá. Máy móc thì chắc chắn là zin rồi. Xe này chung là êm lắm, êm re luôn anh em. FZS V2. Cho xem cái đít này. 57877, số cũng khá đẹp nha. Xe 2015 nha anh em. Nẹt bô cái. FZS V2 2015. Máy móc zin. Xe đẹp lắm. Bán mình bán giá là 35.500.000 nha anh em. Bao rút thôi cho anh em luôn. Hỏi tiếp theo. Z1000 2012. Xe máy móc zin. Nói chung là khá đẹp á. Xe có sơn lại màu vàng nha anh em, bô zin. Con này biển số 61 Bình Dương, hiện tại mình đang bán với giá 175 triệu nha anh em. Chờ xíu để mình lấy chìa khóa cho. Đô 17.000 nha anh em. Máy móc thì tao êm luôn nha. Nó hơi chật đó nên là anh em thông cảm xíu nha. Mình chỉ quay qua qua thôi anh em, là muốn xem trực tiếp thì nhắn tin hoặc gọi điện cho mình gửi ảnh nha. Rồi giờ clip nha anh em nha.
đè bầu nha, vẫn còn bầu nha anh em. Nghe rất là ấm. Ok, tiếp theo. Kawasaki Z8. Con này đăng ký lần đầu là 2019 nha anh em. Nói chung là nó cũng to không kém con Z1000 bên cạnh anh em. Nói chung 1.9 phần 10 á. Odo 14.000 nha anh em. Z1000 nó đang bán 175 triệu cho anh em, báo rút hồ sơ luôn. Rồi. Z8 cặp vỏ mới thay luôn nha, mới có. Chắc đi được mấy trăm cây á. Máy móc êm lắm. Hiện tại con này là Z8 đăng ký 2019. Hiện tại là mình đang bán với giá là con này là 185 triệu cho anh em. Báo rút hồ sơ luôn. Ok. Đến hàng nhẹ hơn nha, CBR Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc nha anh em. Odo là 31.000 rồi nha anh em. Đẹp luôn. Đó. Xe bên đèo Trung Quốc. Xe nói chung là còn mới lắm. Mình đang bán với giá là 22 triệu 500 ngàn nha anh em. Ok. Đây mình giới thiệu sơ sơ qua mấy con mới về nha anh em. Đó. Nói chung là buổi tối thì cũng không quay thể quay chuẩn được bằng từng con một như mọi hôm mình vẫn hay quay á. Đây là mình chỉ giới thiệu qua qua thôi, bao giờ có thời gian thì mình mới làm từng con một anh em. Đó. Nên là nó không có được thấy rõ, anh em thông cảm cho mình đấy nhá. Rồi ok. Nhà thì còn nhiều xe lắm. Rồi, anh em muốn mình làm xe gì cứ comment bên dưới nhá. Để mình một like và một đăng ký kênh nhá. Mình sẽ làm cho anh em. Số điện thoại của mình là 0974 84 7553. Địa chỉ cửa hàng là 320 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Nông Nghiệp, An Bình Dương. Anh em nào mà thích con xe gì á, mà muốn xem rõ hơn á thì nhắn tin cho mình qua số điện thoại vừa rồi hoặc là Zalo, Facebook. Đó, mình sẽ gửi hình hoặc mình sẽ gửi hình chi tiết từng chỗ, nói chung là chi tiết cho anh em cả quay clip luôn đó, để cho anh em tham khảo rõ hơn nhá. Cái này là mình chỉ sơ qua để báo giá cho anh em thôi nha. Ok, tạm biệt anh em nha.